Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta từng tiếp tục đến với GTA Vice City thuyết minh của mình thôi. Nói chung đây hồi trước thì mình đã để được xe trong đây rồi. Vì trong đây có cái gara khá tiện, mà con cái là sao biết sao nó làm cái gara cho đó. Mỗi lần chị hay ra mắt cái bột này cứ phanh, cứ gọi là xe bị mất méo hoài à. Mấy tuần trước như là mình ra video không được, như là khoảng thời gian rồi, lâu cũng lâu lâu rồi như mình chưa ra video trong series GTA Vice City này, là nguyên nhân là lúc đó như mình tự nhiên có hứng đi dọn dẹp ổ cứng của trong máy của mình, mà dọn dẹp sao thì nó lại dọn dẹp xóa nhầm cái video, mà làm được ba nhiệm vụ luôn, cực kỳ khó khăn luôn. Nhờ may mắn lắm mình mới làm được đó, chỉ cái xóa tiêu luôn vậy thì nổi không. Giờ chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ thành con người á, làm kiểu giống video hôm kia luôn. Đó, giờ chạy qua cái cầu này. Ây, không biết làm nhiệm vụ này không biết chừng nào nó mới xong hết trời. Nó tiền nó khó cực kỳ luôn, cực kỳ khó luôn á. Chắc là chắc đem xe tăng đây làm nhiệm vụ đó mới được, chứ kiểu bãi xe này làm nhiệm vụ đó không nổi đâu. Rồi ok, tới nơi rồi, chúng ta bắt đầu vô trong thôi. Xin chào, Wow. xin chào. Wow. Vào đi anh trai, và để cho tâm hồn được nghỉ ngơi. Anh hẳn là cái tên tồi tệ mà bố ra thường nhắc đến. Giờ kể bà nghe mọi thứ nào, anh trai biết đó, khi nào bọn hắn hành động, và về những kẻ còn lại, bọn ta tiêu từ lâu rồi, nhưng còn anh, và đây không muốn giống anh đâu. Tôi nhận được tin nhắn hẹn tôi đến đây, anh nghe những tiếng xì xào không? Họ đang rêu réo tên anh đấy, anh trai, hắn rất muốn anh phải khổ sở lắm, anh có nghĩ thế không? Rồi giờ thì làm cho anti-polet già cổi này một cú lộn ngược, hút vật già này sẽ giúp anh, để cho bà gửi sang bọn áo trắng một lời chào, nhỉ? Có thể bà sẽ ẻm chút bùa lên anh sau tất cả những chuyện này. Nghe này, những thứ này rất là cái gì? Tôi đi lộn địa chỉ, giúp tôi vài việc Tommy. Bọn Cubans đám giận dẹp buồn nôn đó đã khiến cho bọn hai khi chúng ta phải điên đầu. Và giờ thì khai với bọn chúng rằng chúng ta đang ém hàng, như đó là ma túy, bọn đần. Hãy là một cậu bé tốt đi Tommy, đi lấy hàng về cho anti-polet này. Vâng, vâng, tất nhiên, tất nhiên. Cái nhiệm vụ này không biết làm sao làm được đây. Tao lấy chiếc xe này chạy luôn. Ở xe này nó theo mình từ nhà tới đây. Ở là lấy chiếc xe này chạy luôn. Nói chung xe này làm nhiệm vụ này chắc cũng hơi khó, cũng không ngon lắm. À dạ, cái gì vậy? À, mấy thanh niên chuẩn bị nổ đùng 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 mới đi nha. Đá các bạn coi nhiệm vụ có chịu nổi không? Vô ca nha, càng khó khăn đi nó khó tới mức mình chịu không nổi luôn. Lần trước mình cũng làm cái chừng mấy tiếng đồng hồ rồi đó, mà nhiệm vụ này chưa xong đó. Này cái này cái vali gì tới giờ mình chưa biết. Don't move a muscle, chump. Ôi, gặp anh cảnh sát rồi. Mình quá, còn được súng đạn, có giáp đầy đủ luôn. Ây, hay quá. À, không có cái thằng đặc nhiệm trên đường như là mấy lập trước là nó cái thằng đặc nhiệm nó nhảy xuống á. Cái thằng đặc nhiệm cầm gậy nó chạy theo với thằng cầm súng nữa. Ôi, bắt đầu cảnh sát quá trời luôn rồi nè. Ây, ra ngoài lẻ cái gì vậy? Nhìn như có súng bắn tỉa ở đâu đây vậy? Nghe như có tiếng súng bắn tỉa. Đây ăn như đang sao luôn, bớt sao nào hay sao đó. Ra ngoài lẻ, đi hướng này luôn. Xong rồi phải đi hướng kia mới đúng, nhưng cái đi hướng này chứ. Ôi coi kìa, cảnh sát gãy gãy đinh sắt. Đừng sắt nó cán vô cái khó lái lắm. Rồi vô đây lẹ 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 lẹ.
Bây giờ là không tính thời gian nữa. Mà con cái là nó bị khó để thoát ra thế này luôn. Xin lỗi mấy cái dáng nha, không luôn. Rồi chờ lẽ, chờ lẽ, chờ lẽ. Thôi 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 nè. Chồng mình đi ra. Chết rồi, xe nổ rồi. Có những cái đoạn chở xe á. Rồi rồi rồi. Ơ cái kia, bắn kính chống đạn à. Ở quanh đây, quanh đây, quanh đây, cướp xe. Trước thì có thằng đâu, chờ hơi đất hởi. Chờ hơi đất hởi nó lại nó dâng xe cho mình. Người dân thường á, hay quá. Nhưng bây giờ có xe rồi. Chờ mẹ. Ôi, thôi, cái thanh niên này. Xe bộ, họ tốn tiền để sửa hay sao mà cứ chạy kinh quá vậy. Trời, hên ngu quá. Mới đầu làm. Ôi, mới đầu làm luôn mà nhiệm vụ xong rồi. Trời mừng quá. Không, ôi sao đó, sao mấy chúng làm khó gì vậy ta. Rồi, 1000 đô rồi. Hết hồn chưa. Thật chắc giờ hết biết mình ai luôn. Nguy hiểm quá. Còn mang cảnh sát này như là 818 ha. Đâu nãy thấy đồ gì sao á. Rồi anh dọn nhà anh đi rồi. Lấy xe này làm anh đi luôn. Xe này xe cũng xe đặc nhiệm chứ không phải giỡn đâu. Thôi ok trời ơi. Hoàn thành vụ. Ê, cái này vẫn còn ở đậu đây đụng ra được không? Dựng ngoài đường chi vậy trời. Đụng vẫn được. Rồi ok. Giờ chúng ta qua nhiệm vụ chi D làm nhiệm vụ. Người nhiệm vụ này chung là khá đã tay đó. Nhưng cũng nó cũng không khó lắm đâu. Mà nói chung thì nó cũng nó khó. Chứ không phải dễ, nó rất là dễ lắm như vậy. Trời. Mình có nên đi ăn bụi giáp ta? Ừ, để mình ăn bụi giáp cái. Bụi giáp như cũng gần đây mà. À, ok, như là xong rồi, mang giáp xong, như là bắt đầu chạy tới chỗ chữ D làm nhiệm vụ ta. À, cái lần này là chữ D nằm ở ngoài đường. Trong trong, trời trời trời. Coi thành phố kìa. 4 giờ sáng nha. Nhớ là 4 giờ sáng nha. Kinh chưa? Nguy hiểm lắm. Thành phố này nguy hiểm lắm. Rồi, vô. Ôi, vô làm nhiệm vụ luôn rồi. Tao có vài khẩu trong cốc này. Quỷ thần ơi, mày lấy mấy thứ này đâu ra thế? Tao để dành cho một ngày đẹp trời như vậy đây. Thích không? Nhớ thích chứ mày. À, ok, nơi này sẽ sớm xuất hiện nhiều bọn đầu đất cho coi cẩn thận. Không sao đâu, có tao đằng sau rồi. Có bơi nữa. Cái này là nhiệm vụ như là tiêu diệt Diaz. Như là cái này khó nhấn chuột quá. Cái ràng buộc trời bắn 2 viên mà chưa chết nữa kìa. Rồi, hy sinh rồi. À, bên đây quá trời luôn nè. Một phát. Đó, cảnh sát luôn rồi kìa. Như nhiệm vụ này như là đi tiêu diệt đi ác thôi. Có máu, có thanh máu của thằng Lan nữa. Gì vậy? Có thanh máu, trời bắn hết sọt luôn. 2 sao luôn rồi. Có cái thanh máu của thằng Lan như là mình nếu mình mà hết thanh máu thằng Lan như là mình nhiệm vụ thất bại. Như này không tính thời gian cũng đỡ. Nó mấy thằng đó như không có làm gì đâu. Bắn cho nó có tụ xíu thôi. Gọi là bắn cho nó. Cho nó. Không biết sao nữa. Gọi là lại là nẳng là xong bắn luôn thôi. Mà mình không lại bắn mà đứng đây thôi. Hướng này. Nó không là này bắn cũng dữ lắm. Thôi bắn nó, bắn nó, bắn ông đi. Mới nói ông, ôi mới lần trước ông bắn dữ lắm mà sao lần này ông bắn gạo quá vậy. Nó bắn giữ xong giờ vậy đó. Rồi cũng được.
Cái này bắn được không? Rồi ngon, bắn chết luôn rồi kìa. Để lăn chục đổi đạn cả. Cái súng gì, không có nút cài đạn chứ. Ông bắn như vậy là tiêu rồi. Nó cũng bắn giống vậy luôn. Ông này không bắt mất máu chút xíu luôn. Diaz ở trong đó. Ê, khỏi, khỏi lăn chục luôn, 19 viên vô luôn. Đấy, cái này nhiệm vụ các bạn vô là phải từ từ. Trời hết sọt luôn. Nếu cái này vội vã quá là làm như là nó hỏng nhiệm vụ á. Chúng phải đi từ từ hết. Này giờ tiếng bắn ở đâu vậy? Thôi à, bắn mình thì chuyện nhỏ. Bắn không đi ác là chuyện lớn. Nó, ai. Thanh niên. Ê trời. Có đạn nữa không trời. Súng mình hết đạn rồi. Đó cái này vô là phải từ từ nha. Nếu mà không từ từ là nhiệm vụ làm thất bại á. Ok nó động lắm. Dứt lòng thì ác không chen chen ra nữa. Đáng nó dây ra nó bắn không đi ác đâu mình cũng thua nữa. Nó bắn mình thì không sao. Bắn mình thì cũng chết thôi mà đều. Tại vì cũng dây dưa hơn ông đó. Ông đi ác. Vậy đó ra nè. Diaz, tao tới để tiếp quản công việc của mày đây. Xong thì mày phản tao thằng như tao sẽ giết mày sớm thôi. Ăn đạn đi này, bọn khốn. Ê, đừng có. Ông nó đi ác, ông chạy vô rồi. Anh đi nào bắn đó. À, ở đây có nè. Ui, bắn đi. Rồi. Chờ còn một viên luôn. You stupid. Mấy thằng khốn nạn. Căn nhà đẹp đẽ của tao. Look what you done. Mày đã làm gì? Cái này cho thằng em của tao. Tao đã thiên mày Tommy. I would have had you made. Ngủ ngon nhé, Mr. Diaz. Bây giờ cái này thành nhà của mình luôn rồi. Thôi, cái này là mình nên lưu lại cái. Rồi đó, lưu lại đây. Cái này dụ chiếc V nữa. Tao lỡ rồi vô luôn đi ha. Rồi trước như mình cũng làm nhiệm vụ ở đây luôn hay gì nè. Cô ta phải trang hoàng lại nơi này thôi, phải làm nó trông thật cổ kính. Tôi không thể chịu được cái nội thất này, Tommy. Sao hả ta có thể đặt một cái ba ở? Mày là luật sư Rosenberg, không phải cố vấn nội thất hiểu không? Nghe này, đã đến lúc cai quản cái thị trấn này, mọi thứ đều sẵn sàng cả rồi. Ta cần chiếm lấy các lãnh thổ để cho Vice City này biết rằng ta là những tay chơi mới, hiểu ý tao không? Cái chú mày cần là một cái diện mạo hợp pháp, Tommy. Một căn biệt thự, nó sẽ không tốn tí sức nào cả. Ta phải sử dụng cơ bắp còn không thì đừng mơ nữa. Bọn nhà chúng biết Diaz chết cả rồi. Và bọn chúng đang từ chối trả tiền thuế bảo kê. Ô hoặc chúng ta có thể đút lót đút cái quần tao sẽ dọa chúng cho bọn mày coi. Tao sẽ trở lại trong 5 phút. Anh gọi, cho còn một viên đạn đúng luôn rồi đấy chưa. Ôi, chà lè. Nó mà cử ra luôn cái đó cái ra là chà bá luôn hai cái luôn rồi gì nó ra là bự ở cái này nhiệm vụ này cần phải làm nhanh lên mới được. Ây dạ, lại mất cái khúc này nữa. Tập video trước cũng vậy nữa, cái đường đó nó cứ chạy xe này ra lại gặp vậy. Phải một chiếc bánh nhiều quá. À, lần này là tới cái trung tâm thương mại á. Chà lẹ, cái này là tính thời gian bắt lẹ nè. Trước là mình không kịp thời gian chứ không hiểu làm gì nữa. Quá ra là cái nhiệm vụ đó cũng hơi khó. Cái tập trước thì mình cũng may mắn lắm. Rồi sau mình mới vượt đúng kịp thời gian luôn á trời. Vừa đúng kịp thời gian còn một giây luôn. Móc súng ra bắn. Bắn là nguyên cá luôn. Nhiệm vụ các bạn là được cái đi đập tay. Đập tay là mệt lắm. Sao nó cũng lên vù vù thôi. Sao mà cảnh sát bắt mình nữa. Như là tất nhiên lấy súng ra bắn cho nó lẹ.
Đó, súng này của mình nghe gì lấy ra bắn được nè. Rồi, đi lẹ lên. Nhiệm vụ của mình là đi đập hết ba cái cửa kính. Như các bạn chắc cũng thuyết minh, các bạn cũng biết rồi. Đập hết ba cái cửa kính của cái siêu thị này. Đó. Chà lẽ. Kính ở đâu ta? Đây, đúng rồi. Đặt một cái kính ở đây trước. Ôi, sao bắn? Bắn cái kính này không bể nè. Rồi, một cửa kính. Rồi, hai cửa kính. Tiêu rồi. Chà lẽ. Ngày trước mình video không biết. Mình không thoát ra khỏi được cái trận này. Gọi là không thoát ra được. Hỏi được cái nhiệm vụ này bị cảnh sát bắt luôn. Giờ không biết làm sao nữa. À, quên chưa không dám nữa kìa. Chết tiệt, thuê chúng bọn đàn bảo kê rồi. Giờ tao điều hành nơi này. À, cái này nhiệm vụ này phải lên trên cái kia. Lên. Vậy trời ơi, tan máy. Ôi, cảnh sát. Cảnh sát mấy ông chưa cầm súng đâu. Hai sao mấy ông cầm súng. Còn này bóng hiền lắm. Mấy ông cầm gậy cui ông đánh mà. Bà tưởng cái cảnh sát nó bắt mình cái là xong luôn. Ví dụ mình phun cái máu cũng vậy. Lẹ. Chà lẹ. Đây, cực kính như đây ngồi luôn. Đó. Sao sao rồi đó. Cái cửa sổ xa xỉ của tao. Còn một phút mấy, nhảy xuống luôn. Đúng rồi nè, cái nhà này mới khó nè. Nhà này quá trời cửa kính luôn. Vậy kính này không chịu bể nè. Rồi lên lầu. Ở đâu anh cảnh sát ơi? Sợ mấy anh lắm. Anh là cảnh sát gương mẫu nè. Trời ơi, ông cảnh sát ông phá cửa kính cho mình luôn kìa. Ngon, ông cảnh sát này. Trời ơi, thôi. Anh cặp xuống lục. Ông cảnh sát ông cặp xuống lục mà ông bắn liên thanh mình. Chị nói không? Đây này mặc đồ. Ây da. Ây. Cảnh sát bắn ghê quá. Mày sắp bắt nó. Cửa hàng tuyệt vời của tôi. Rồi, còn hai kính ở đây nữa thôi. Trời, bể đi. Rồi, chén cơm của tôi bị hoàn thành rồi. Cách xếp giờ nhớ tên tao. Thoát ra không biết sao đây. Ủa, cái này là mới. Là sao? Chỉ mình mua nhà phải không ta? À, chỉ mình mua nhà. Trời ơi, lần này hoàn thành nhiệm vụ mà nó không bắt mình luôn rồi nè. Lần trước hoàn thành nhiệm vụ bắt mình bãi cách. Bắt mình quá trời bắt luôn. Còn hai viên luôn, cái gì vậy? Mình bắn mình đó. Đó, hình quá còn. Trời ơi, biết bữa nay sao đâu. Nhiệm vụ này quá ghê, không bị bắt. Rồi vô luôn như điện thoại. Tommy, tao có cái này rất hay đây. Đang ở studio với vài thằng nghệ sĩ. Mày đến đây đi. Mày hiểu việc này mà phải không gặp lại sao? Có cái đầu lâu rồi kìa. Thôi kiếm máu và đi ra ngoài thôi. À, ở đây như là các bạn ăn vô tốn tiền, ăn bánh cũng kiếm máu được nữa. Nó tốn tiền lúc bằng lúc đầy máu 100% luôn. Điện thoại nữa. Hello Tommy, định gọi để cho mày chút lời khuyên. Hey Avery, có vấn đề gì vậy? Có rất nhiều cơ hội trong thành phố này nếu mày sở hữu một căn biệt thự riêng. Hiểu ý tao không? Hiểu sơ sơ. Điều tao muốn nói là mày hãy quan sát cẩn thận vào, rồi mày sẽ tìm được một công việc làm ăn hoàn hảo. Tao gặp lại mày sao? Gặp lại sao Avery? À, đi ra ngoài thôi. Nhạc nghe kỳ cục. Ấy, xe mình còn ở đây luôn nè. À, như là cái này là cái đầu lâu á, như lúc các bạn ăn vô là cũng được cái súng máy giống vậy luôn, như bắn bất tử đạn luôn, như là
Nhiệm vụ các bạn như là nó chỉ là tiêu hết ba thằng này thôi, điện thoại nữa hả, tiêu hết ba thằng này rồi xong cái như hết nhiệm vụ như là các bạn được tiền hay gì á. Mình hay chạy lại đây để cứu xe tăng lắm, để phải để súng nó mạnh dễ dễ thoát nữa. Tommy còn nhớ Hello, tao không? Sunny. Hello Sunny, đúng rồi đó, là Sunny, là đồng hương cũ. Mày chẳng viết thư, chẳng gọi bao giờ, không muốn làm bằng hữu nữa hả? Tao phải bận sắp xếp mọi việc mà mày còn không gửi tiền hỗ trợ cho tao dưới này nữa, Sunny. Ừ, vậy là lỗi tao à? Tao nghe đồn mày có vẻ bận, bận tiêu diệt những nhà tài phiệt, bận đi chiếm quân thành phố. Đừng quên tao Tommy, bởi tao chấp với mày là tao không có quên cái bản mặt mày đâu. Để mình ăn thử nha. Nó không có thời gian, chỉ cần giết 35 người thôi mà mình không có rảnh. Ok. Ai da, đụng ra liền nó luôn, trội sao. Thấy không, mỗi lần ăn đó vô bắn ba thằng liền, giờ là liền đó, đập trung đông đó lắm. Thôi cái xe rồi đó, còn xì khói luôn rồi. Đến chỗ điện thoại cạnh sân bay ngay. Ok, như là video của mình tới đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn like và share video nhé. Và cho mình subscribe nữa để theo dõi tiếp các video từ mình. Chào và hẹn gặp lại. Bye bye.